Rồi, em xin chào cả nhà nhá. Chào toàn thể cô chú anh chị em yêu Lan. Thưa với cả nhà thì hôm nay là mọi người xem nhá. Mọi người xem, mọi người like giúp em nhá. Làm sao cái kênh của em làm sao được tiếp cận đến nhiều cô chú hơn, mới hơn. Để cô chú có thể là sưu tầm được những cái dòng nó vừa tiền và có những cái dòng VIP nhé cả nhà nhé. Thì hôm nay rất nhiều những cái dòng nó cao tiền, nên cô chú mọi người đã vào xem kênh thì mọi người cân nhắc nhé, cân nhắc đừng lại bảo là đắt hay như nào. Mọi người chọn, nếu bác nào có số tiền nhỏ thì mọi người chọn những cái giò nhỏ, còn những cái giò to thì mọi người có thể bỏ qua nhé cả nhà nhé. Rồi em mời mọi người quay chi tiết từng đơn nhá. Đầu tiên ngọc thạch ba màu cả nhà nhé, vẫn đang nụ đây cả nhà, về cái ngắm hoa luôn cho em nhé, về cái ngắm hoa luôn cho em. Bác nào vào xem, đã vào xem rồi mọi người thôi dành đến một giây thôi like cho em một cái nhé cả nhà nhá. Để hôm nay hình số 4 200.000, hình số 4 200.000, để hôm nay em tiếp cận với nhiều bác, đến nhiều bác để có những cái hàng VIP để mọi người có thể biết, để mọi người sưu tầm nhé cả nhà nhá. Ngọc thạch ba màu hình số 5 cũng 200.000, hình số 5 200.000. Mầm tơ thì lên cực kỳ là đẹp từ cả nhà nhá. Nhớ mùa này là full thằng Aton, thằng Didomin cho em nhá. Cô chú ơi, anh chị em ơi, bác nào đang chơi lan nhớ cái mùa này hộ em cái, để làm sao để giúp cái cây lan nó vượt qua được cái mùa mưa, vượt qua được cái mùa mà cái độ ẩm nó cao, thì mọi người hết sức lưu ý là dùng cái loại Didomin này cho em, là phun chống thối nhé cả nhà nhé, nhớ dùng cho em nhá. Như mùa này thì mọi người phun cho em tầm 2 lần một ngày nhé, à mà 2 lần một tháng nhé cả nhà nhé, 2 lần một tháng. Ui giời ơi, 5 cánh trắng ngọc nhé cả nhà nhé. Hai khúc nguyên bản 5 cánh trắng ngọc, hình số 36 150.000, hình số 36 150.000, hai khúc ý ngọc nguyên bản. Về đặt vào chậu giúp em nhé, về và đặt vào chậu thì nó sẽ tôn cái giò lan lên, nhìn cái giò lan này sẽ khác hẳn nhé cả nhà nhé. Đây còn cả một cái đống này cơ, cả một cái đống đấy. Một giò khúc ý ngọc nguyên bản này, cụm nhỏ nhỏ này. Một cây Vanda, một cây dáng hương tam bảo sắc Lai Châu, nó bị tụt mất ngọn rồi, cũng là nguyên bản nhé cả nhà nhé. Một khúc ý ngọc nguyên bản nữa này, hai khúc ý ngọc nguyên bản nữa này. Thế một cây Vanda rời thì nữa, một cây ý ngọc rời, cả một cái đống này nhá, cả một cái đống này em hôm nay gọi là thôi bán để cho các bác về sưu tầm, gọi dường như là thanh lý cả nhà. Hình số 30 200.000, hình số 30 200.000 nhé cả nhà nhé, cả một cái đống này cả nhà nhé. Những cái này thì mọi người ghép đơn cho ra ngoài kia cho nó rộng, đi xin gạo hay cơm không biết. Tuyệt vời nhé cả nhà nhá, dễ thì bám này thôi, Lee Smith rồi. Sơn Thủy Tiên Lai Châu nhé cả nhà nhá. Sơn Thủy Tiên Lai Châu em nói thật là ghép vào cái này nó vừa gọn gàng, nó vừa nhẹ nhàng. Và nay mai mình chăm sóc cũng rất dễ, mình đặt cái cục phân lên đây nó ngấm vào giá thể, nó ăn quang cái giá thể. Và Sơn Thủy Tiên Lai Châu này thì nó cực kỳ là dễ thuần. Bác nào chưa chơi, chưa biết gì về lan vẫn có thể trồng được loại này nhé cả nhà nhé. Sơn Thủy Tiên Lai Châu hình số 7 280.000, hình số 7 280.000. Cây cực kỳ là đẹp rồi nhé cả nhà nhé, 280.000. Sơn Thủy Tiên Lai Châu hình số 8 cũng 280.000, hình số 28 cũng 280.000, hình số 8 280.000 nhé cả nhà nhé. Quá tuyệt vời rồi, mầm này. Nói chung được loại này nhìn sướng lắm, sướng mắt khi nó ra mầm nhé cả nhà nhé. 280.000, hôm qua có nhiều bác hỏi quá thì hôm nay nhặt xuống tầm 4 giò. Nhặt xuống tầm 4 giò thì cho cô chú mọi người chơi nhá. Hình số 9 280.000, hình số 9 280.000 nhé cả nhà nhé, Sơn Thủy Tiên Lai Châu. Chỉ cần một cái không gian nhỏ nhỏ xinh xinh là mọi người treo cái giò này cũng rất hay rồi cả nhà nhá. Sơn Thủy Tiên Lai Châu hình số 6 280.000, hình số 6 280.000 nhé cả nhà nhé. Đẹp, nói chung là đẹp, cây tươi, dễ ra ngon lành cành đào rồi, về bứt bừa rào cho em cũng sống nhé cả nhà nhá. Nhưng mà nhớ phải phun chống thối. Chuẩn bị đến mùa hoa rồi cả nhà ơi. Đấy, chuẩn bị đến mùa hoa rồi. Mùa này đây, em phun vừa vôi nước vôi trong vừa Didomin đây, cây nó lên. Cứ tránh mưa và phun như thằng đấy cho em, không sợ chết nhé cả nhà nhé, không sợ chết nhé. Đấy là một cái bí quyết của đấy, là một bí quyết của cái nhà vườn, các nhà vườn người ta tránh mùa mưa là như thế. Và hình số 3 phi điệp vàng 280.000, phi điệp vàng 280.000, cực kỳ là đẹp nhá. Hết ý, nói chung là hết ý nhá cả nhà nhá.
Hình số 1 phi điệp vàng. Hình số 1 phi điệp vàng cũng 280.000. Hình số 1 phi điệp vàng 280.000. Thế này thôi cả nhà nhá, nó mà ra hoa màu vàng chóe cực kỳ, mà không cần kể cả không cần ra hoa mà cái cây mà nó giữ được lá mà nó xanh mướt này, đặt trong chơi thân lá chơi màu xanh cũng rất đẹp nhé cả nhà nhá. Phi điệp vàng hình số 1 280.000, hình số 1 280.000. Riêng cái thật dòng thân thòng ấy, để nó đảm bảo nhất và ổn định nhất là lúc cái cây lan nó phải đóng ngọn, còn khi mà cây lan mà nó đang phát triển như thế này thì mọi người phải hết sức lưu ý, nó hay bị nấm bệnh và hay bị vi khuẩn và hay bị thối nhũn nhé cả nhà nhá. Phi điệp vàng hình số 2 cũng 280.000, hình số 2 280.000 đẹp không? 280.000 một cái giò như thế này có xứng đáng cả nhà, giống và công chăm sóc của người ta bao nhiêu năm đấy, bao nhiêu năm, xứng đáng nhé, quá xứng đáng, đồng tiền bát gạo. Giáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 14 200.000, hình số 14 200.000. Em thưa với cả nhà nhé, không phải là cái dòng mà lá lướt đâu nha, toàn dòng lá xếp nhá, lá xếp nhá cả nhà nhá, lá xếp củ rụt đấy nhá cả nhà nhá. Giáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 14 200.000, 200.000 giáng hương tam bảo sắc Lai Châu. Rất hay, nhỏ, nhẹ, gọn gàng, tình cảm nhá cả nhà nhá. Hình số 17 105.000, hình số 17 105.000 nhá, giáng hương tam bảo sắc Lai Châu. Khúc lũa thì như cái sừng trâu ấy, như cái đầu cái con trâu cả nhà nhá. Rất đẹp, 150.000. Giáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 37 150 180.000, hình số 37 180.000 nhé, giáng hương tam bảo. Đây, mọi người nhìn lá xếp chưa? Toàn bộ lá xếp hết nhá. Đây, em quăng vôi đây, vãi vôi đây, phun nước vôi trong đây. Tăng canxi, chống giúp cái vườn mình nó không bị nấm bệnh. Kể cả nó bị bí, không có gió vào, nhưng mà mình giải cái vôi này nó rất là an toàn nhé cả nhà nhé. Không bị con người mà đi vào nấm bệnh, đi vào vườn cái thứ nó không bị lây cái thứ gì đâu cả nhà nhé. Nước vôi trong nó đặc biệt nó là như thế. Hình số 18 200.000, giáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 18 200.000 nhé cả nhà nhé. Cô chú mọi người mua thì ví dụ những cái đơn nào mà với ít tiền thì mọi người cố gắng ghép chọn cho mình những cái giò để mọi người ghép đơn. Để cho đỡ tiền cước nha. Hình số 22 giáng hương tam bảo sắc Lai Châu 200.000, hình số 22 200.000. Một nụ, hai nụ, ba nụ, bốn nụ luôn. Bốn nụ luôn nhé cả nhà nhé. À hôm nay có cô hỏi là sao thấy nụ của những cái cây này nó ngắn thế em? Riêng giáng hương tam bảo sắc Lai Châu nhé, kể cả cây ngắn nó vẫn ra hoa, nó vẫn ra hoa, nhưng mà nó chỉ ra hoa ngắn như này. Đây, ví dụ như này. Đấy, hoa ngắn như này. Còn cây mà khi cây mà nó dài, nó đủ độ 5 tuổi phát triển, ví dụ mười mấy cặp lá hay là 10 cặp lá, mười mấy cặp lá thì đến lúc hoa, cuống hoa nó mới dài. Tí nữa em cho mọi người xem cái những cái giò lâu năm nó như thế nào nhé cả nhà nhé. Người ta bảo có câu tiền nào của đấy nhé cả nhà nhé. Lũa rất đẹp. Hình số 22, 200.000. Hôm nay đa số là giáng hương. Cái thằng này chỉ cần một bông nó nở ấy, thưa với cả nhà, thơm thơm ngát luôn cả nhà nhé. Hình số 16, 220.000. Hình số 16, 220.000 giáng hương tam bảo sắc Lai Châu nhé. 220.000. Hình số 21 300.000, hình số 21 300.000 nhé, giáng hương tam bảo sắc Lai Châu. Đấy, mọi người chỉ cần quay cái dòng lá lướt hay lá xếp, chỉ quay lên hình cái mọi người biết. Mà khi mọi người mua hàng thì em khuyên thật mọi người, khuyên thật và tư vấn thật mọi người là mua hàng theo video là nhiều, còn chụp ảnh nhiều khi nó ảo lắm em thật. Hình số 21 300.000, hình số 21 300.000 vẫn có nụ nhá. Em là người bán hàng thật nhưng mà thực sự là nhiều ít khi em chụp, em quay nhiều bác cứ yêu cầu chụp lại, nhưng thật sự em cũng nói rõ luôn là chụp nhiều khi nó ảo. Mọi người nhìn cái giò lan trên ảnh thì nó đẹp nhưng mà ra ngoài thì nó lại khác hoàn toàn, ví dụ như thế. Nụ nhá cả nhà nhá. Tất nụ nhá. Đấy, cây nó đạt độ dài một tí là nó lại nụ, nó lại dài hẳn ra đây. Giáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 20 400.000, hình số 20 400.000 nhé, giáng hương tam bảo sắc Lai Châu. Tuyệt vời, về ngắm hoa luôn. Hình số 19 250.000, giáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 19 250.000. À 350.000, hình số 19 350.000 nhé cả nhà nhé. Hình số 19 350.000. Vân con nụ nhé cả nhà nhá. Đấy, nụ dài rồi nhá. Cục lũa thì quá tuyệt vời rồi. Đó, toàn bằng chốc lũa của Lai Châu. Hình số 19 350.000.
Đây, giò này thì đây, hoa lai châu, tại sao người ta cứ kết hoa lai châu này? Thơm, nó đậm nét sắc cái bông hoa, đậm nét đẹp, nói chung là cực kỳ là phê nhé cả nhà nhé. Đấy, giò này rất còn rất nhiều nụ cô chú nhá, còn quá nhiều nụ này, nụ hết này, nụ này, bên này cũng nụ này. Đẳng cấp nhé cả nhà nhé, khúc lũa thì quá tuyệt vời rồi. Lũa quá tuyệt vời như cả nhà nhé. Dáng hương tam bảo sắc lai châu, hình số 18 900.000, hình số 18 900.000 nhé. Dáng hương tam bảo sắc lai châu, hình số 18 900.000. Mua giò này vừa to vừa ngon vừa bổ vừa rẻ. Đây đẳng cấp đây, một giò đẳng cấp, một giò để mọi người đi hội đây. Đây cô chú ơi, khi nó đạt cái cây này phải nó rơi vào tầm 17-18 cặp lá này. Đấy, nụ thì nó sẽ rơi vào tầm gần 40 phần nhé. Gần 40 phần nhé cả nhà, nụ đấy nhá. Chi chít nụ này. Những cái giò này thì nó hơi cao tiền nên mọi người cân đối. Tại vì là những cái giò này để mà là giò tác phẩm, giò mà giò mình có thể đi khoe, đi trưng bày. Giò có thể là phô phan với anh em bạn bè là à vườn mình có cái giò VIP, giò đẹp để chơi nhé cả nhà nhé. Đứng xa ra đi. Giò VIP lắm nhá, giò này hơi bị đẳng cấp đấy nhá. Đây, cây mẹ nó đây. Đấy, nhìn phiêu du luôn nhá. Nhìn phiêu luôn nhá cả nhà nhá. Kinh, kinh khủng luôn. Hình số 25 1.800.000, hình số 25 1.800.000 nhá. Đấy. Bác nào có điều kiện một tí thì mình làm. Nói thật với mọi người, tất nhiên là các bác mua bỏ ra 1.800.000, nhưng khi về mọi người chăm cây nó đã ổn định này, cây cây khỏe này và được những cái cây lâu năm thì nay mai mọi người cũng bán cho ai người ta cũng trả cho mọi người với cái giá cao chứ không bao giờ là bị sợ mất cả. Rồi, giờ này tiếp tục nhá. Rồi, hoa đây. Thơm lắm ấy. Đây cho sát vào anh cái. Rồi, hoa nó tím đẹp lắm, nói chung là dáng hương tam bảo sắc lai châu. Đứng giữa đi. Ấy, khủng chưa? Thế này chơi hội chơi hè được không? Quay lại phía bên kia chơi lũa đi. Đấy. Một khúc lũa đáng giá trị không? Một khúc lũa giá trị không cả nhà? Hình số bao nhiêu ơi? 26 1 triệu 2. Hình số 26 1.200.000, hình số 26 1.200.000 nhé cả nhà nhá. Tuyệt vời. Đấy. Giò tiền triệu nó phải khác chứ cả nhà. Giò tiền triệu phải khác. Vừa nở xong được 2 bông. Ui tuyệt vời chưa? Đứng xa xa ra. Đấy. Kinh khủng chưa? Dáng hương tam bảo sắc lai châu, dọc thuộc dòng lá xếp. Lá xếp dày nhé cả nhà nhá, lá VIP nhé cả nhà nhá. Và trong đó có cả chồn, có cả hoa chồn ở trên này, có cả hoa hạc vĩ trên này, có cả thập hoa nói chung trên này tầm 3-4 loại lan nhé, của người dân trồng rất lâu rồi em. Trồng rất lâu rồi cả nhà nhé. Những cái giò này trồn quá lâu rồi cả nhà nhá. Hình số 13, à hình số 23 1.500.000, hình số 23 1.500.000 nhé cả nhà nhé. Rồi. Đa số những cái giỏ này mọi người, thôi bác nào có điều kiện thì mọi người cân đối mọi người mua nhá. Hình số 35 kiều tím. Kiều tím nhé cả nhà nhé. Hoa thì tím ngắt luôn rồi. Đẹp phiêu du nhá. Chơi kiều tím vẫn đẳng cấp, quá đẳng cấp luôn. Quá đẳng cấp luôn nhé cả nhà nhé. Chỉ cần 1-2 bông một giỏ và vẫn đang nụ này nhá. Vẫn đang có cái vòi nụ như này, về vẫn ngắm tiếp nhé cả nhà nhá. Kiều tím hình số 35 600.000, hình số 35 600.000 nhé cả nhà nhé. Kiều tím nhé. Kiều tím. Kiều mỡ gà. Kiều mỡ gà cộng với có một ít tiểu hồ điệp của thằng rừng này. Tiểu hồ điệp và đang nụ như này cả nhà nhé. Tiểu hồ điệp nhé. Hình số 31 108.000, hình số 31 108.000 kiểu mỡ gà nhé cả nhà nhá. Còn duy nhất một cái chậu kiểu dẹt này thôi. Cái này về mọi người đặt vào cái chậu cho em nhé, làm giống nhá. Đấy, làm giống nhá. Đây, toàn thân mô kiểu dẹt đây. Hình số 13 205.000, hình số 13 205.000 kiểu dẹt nhé cả nhà nhá. Cái loại này thì tương đối là cực kỳ là đắt luôn. Cáo nguyên bản xin hồ lai châu. Vòi nụ thì đen như là mực ấy. Đen như mực ấy cả nhà nhá. Xin hồ lai châu nhá, nguyên bản nhá. Đấy, lá chỉ thiên, thân đen, dòng thân mập. Đấy, đấy là đặc trưng của dòng cáo của xin hồ lai châu.
và hai là nụ nó thôi rồi, ngày mai hoa thì nó đậm nét cực kỳ đẹp nhá. Và cô chú đừng bỏ qua một cái video nào, đừng bỏ qua một cái like nào cho em nhá. 3.000 bác xem, 1.000 bác like cho em nhá. Hình số 33 450.000, hình số 33 450.000 nguyên bản nhé cả nhà nhá. Em không phải nói nhưng mà ví dụ một cái chậu này, một cái này về mình đặt vào một cái chậu, đặt vào một cái chậu và làm theo cái kiểu là chơi cả lũa đấy, cực kỳ là phê, giá trị cây lan nó khác hoàn toàn nhá. Cây này thì vip vim vip nhá. Cây này vip vim vip nhá. Vip vim vip. Cáo xin hồ Lai Châu nhá. Đấy, nhìn cái cây cáo mọi người đoán luôn. Nụ thì nó bị gãy rồi. Nụ thì nó phải nói là nó bị gãy rồi cả nhà nhá. Nhưng mà cái cây này lên chậu thì thôi rồi. Như hoàng hậu lên ngôi nhá cả nhà nhá. Có 1 2 3 4 5 6 7 8 cặp lá, một bên là 7 8 cặp lá nhá. Một bên là 1 2 3 4 5 6 7 cặp lá, một bên là 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Khi cáo Lai Châu này mọi người để ý này. Tuy là cáo Cao Bằng có thể là người ta sẽ cung xếp nhưng mà cái khoảng cách của cái vạch các lá khác nhau ấy, nó sẽ dít lại nhau như này, nó sẽ dít lại như này. Đấy, nó không bị mở cái cặp lá đốt, nó không bị dài. Đấy, đặc trưng của cáo Lai Châu nhá. Nguyên bản nhé cả nhà nhá, hình số 32 900.000, hình số 32 900.000 nhé cả nhà nhá. Duy nhất một chậu cây thôi nhá. Cáo Lai Châu. Hình số 36, hình số 36 600.000, có một mẹ một con nhé cả nhà nhá, có một mẹ một con nhá. Có một mẹ một con. Cây này thì phải nói là nó hơi gầy cây. Rồi nó xếp nhưng mà nó hơi gầy cây cả nhà nhá. Hơi gầy cây. Hình số 36 600.000 có một con bắt đầu đăng lên nhá. Đăng lên. À, tiếp tục đặt cấp tiếp này. À, nó dít dít mà thằng này thì nó lại hai cái nụ nó xanh mướt thì không liệu có ra được bông trắng không, không biết. Đấy, mọi người về bắt mặt hoa nhá, không biết ra được bông trắng không. Cáo Lai Châu hình số 24 1.300.000, hình số 24 1.300.000 nhé cả nhà nhé. Cáo Lai Châu cực kỳ là phê nhé, bản lá rơi vào hai đốt ngón tay nhá, bờ gần phải gần 5 cm nhá. Đấy, kiểu dáng này. Cáo Lai Châu nhé cả nhà nhé. Nguyên một rể ấy cả nhà nhá. Những cái giò này thì chỉ là đặt ở bàn uống nước, ai đến ngồi uống nước chém gió cả nhà nhá. Thập kim thoa. Cái giò này không hiểu tại sao là ám thật mà nó đẹp như này. Em cũng không hiểu luôn. Tại sao ấy, tại sao nhiều lúc thì không có thì nhiều người hỏi thế, mà tại sao khi có rồi mà tại sao lại một cái giò này có thể bỏ qua được, quả mà của người dân. Hơn 10 vòi hoa 2 này. Hôm nay em đếm chuẩn xác cho mọi người 2 này. 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9 này, 10 này. 10 vòi hoa mà hoa nó được cực kỳ là đẹp. Cái này đặt ở dưới nhé, em đứng như đấy, tổng thể đấy mọi người, đặt nha, cái này đặt nha, đặt cho ra hoa thì mỹ mãn luôn cả nhà nhé, của dân thuần nhá. Kim thoa trên mặt anh kim thoa hình số 29 550.000, hình số 29 550.000, mở lộc mở lá cho mọi người này. Em nói thật với mọi người ấy, bán hàng nó tùy từng hôm, có hôm thì có mới một giò mà các bác tranh nhau mà nó không đẹp lắm, mà có hôm thì có mua được những cái giò nó cực kỳ đẹp nhưng mà lại không thể bán được, không biết duyên, không biết là bị chủ bán ám hay như thế nào, nhiều khi mệt lắm. Hình số 28 200.000, hình số 28 200.000 của dân thuần nhé cả nhà nhá, hương vani nhá, 200.000 nhé cả nhà nhá, xứng đáng không cả nhà, 200.000. Rồi đó này không vậy, đẹp, vừa đẹp vừa mà của dân thuần mà nó đẹp như này. Đây, không bị ám rồi, phải nói là ám thật. Hình số 12 200.000, hình số 12 200.000 nhá, hình số 12 200.000. Nói thế thôi nhưng mà nhiều khi thì bán mãi chả được, nhưng mà sau đến lúc để vào vườn mình chăm được vài hôm sau, như đến hôm vài hôm sau mình quay lên ấy, không biết bao nhiêu người hỏi đấy, lạ thật ấy. Thì cái dề này kiếm đâu ra được những cái dề như thế này.
kiếm đâu ra được những cái gì như này, mà tại sao đây, hỏi nó là duyên thôi. Hình số 11, tiểu giáng hương, hoa thì nó nhỏ vừa bằng ngón tay út đấy, nhưng mà hoa nó thơm thui rồi nhé cả nhà nhé, hoa nó thơm thui rồi và nó cho hoa vào tầm cuối tháng 6 nhé cả nhà nhé. Hình số 11 350.000, hình số 350.000 nhé. Đây. Em mời mọi người ngắm bông của thằng này đã. À thằng này là hài đuôi công với cả nhà nhá. Thôi bán đây giống cho mọi người 100.000, hình số 10 100.000 gọi là bán. Mọi người ghép đơn giúp em nhé, mọi người ghép đơn giúp em. Chờ nhá, còn một cái giò VIP cực VIP cho mọi người nhá. Dư vào tầm 16 17 bông hoa nhé cả nhà, toàn cây chọn cây to nhá. Giò này thì nó cao tiền thật, cao tiền hẳn. Nên em sẽ không báo giá, còn bác nào kết thì mang về chơi hội, khoe với bạn, khoe với bè nhé cả nhà nhá. Khoe bạn, gia đình, những người chơi lan nhé cả nhà nhá. Nó là chồn Lai Châu, rơi vào 10. Đây để em cầm cái máy em quay đó. Rơi vào 16 bông hoa, 16 bông hoa. Toàn bộ cây là của em tự tay em chọn và em ghép theo thế thẩm mỹ của em. Giò này đi hội thì cũng là giò độc nhất vô nhị, em phải khẳng định nhá. Độc nhất vô nhị, toàn cây to này, toàn cây kẹp, có cây thì kẹp 3 nụ luôn nhá, có cây thì kẹp 3 nụ luôn nhá, có cây này. Dễ thì bắt đầu bám ngon lành cành đào rồi nhé cả nhà nhá. Chồn Lai Châu, xoay mặt lên kia. Xoay lũa nhá. Chơi lũa nhá. Đấy. Nguyên một thế này nhá, tuyệt vời. Bác nào lấy giò này là ok nhé cả nhà nhá, chồn Lai Châu nhá. Ấy, kinh điển chưa? Chơi lan là phải có một cái giò VIP ở trong vườn, kiểu gì cũng phải có một giò VIP để có khách đến để mọi người thưởng lãm và mọi người nói chuyện cho nó vui vẻ nhé cả nhà nhá. Hôm nay thì đâu đó nó rơi vào tầm 30 giò thôi cả nhà nhá. Có những giò rất đắt tiền và có những cái giò nó vừa vừa tiền thì mọi người cứ cân nhắc theo cái túi tiền của mọi người nhé cả nhà nhá. Rồi em cảm ơn cả nhà, chúc toàn thể gia đình mình ăn bữa tối thật là ngon miệng và nhớ dành thời gian là xem video cho em nhá. Rồi em cảm ơn mọi người.